chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn sản phẩm bơ nhựa của Đại Thành, loại DT500 lít. Đây là loại bơ nhựa đựng, có công dụng là để chứa các loại đồ đạc, ngâm, rửa thì rất hiệu quả, giá rẻ hơn so với lại bột chứa nước thông thường, mà độ bền cứng chắc. Đây là thông số của nó này, bơ nhựa tròn Đại Thành 500 lít, ngày sản xuất là 13 tháng 1 2020. Thì cấu tạo này là nhựa 3 lớp HDPE nguyên chất, nó tạo thành vòng cung này để cho nó cứng, khi bơm nước đầy vào các thành cơ này chịu giữ lại. Độ gân là tạo ra vừa phải, là không dễ bị trục trặc như cái loại nhiều gân. Các bạn thấy không ạ? Đó, đường kính là 1m2. Thì cái bơ nhựa này rất tiện ích trong các loại sử dụng, rất tiện ích đó, để ngâm các loại đồ nước. Thì đây là logo dập nổi của Sơn La Đại Thành, các bạn thấy không ạ? Thì hiện tại công dụng của nó ở đây để chứa hồ bơi, để chứa hồ bơi, để giả dụ như em bé nhỏ lấy hồ bơi là rất bền thay cho bồn nước, mà giá thành là giá thành là tương đối rẻ. Đây là khi bơm đầy nước là rất cứng cáp. An Thiên chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn thì phải nhìn vào đây chứ. Chào các bạn. Hôm nay mình đi hồ bơi nha. Rồi An Thiên nặn xuống để xem công dụng của cái loại gọi là như thế nào. Nặn xuống. Rồi lấy trái bóng đặt lên. Các bạn có nhu cầu mua bơ nhựa 500 lít, 700 lít, 1000 lít thì liên hệ theo số điện thoại của Thành Phát để giao tận nơi cái loại bơ nhựa này. Loại bơ nhựa này có bảo hành 10 năm nha các bạn. Đó. Bơ nhựa. Đó. Thì ngoài sản phẩm bơ nhựa Đại Thành ra thì bên mình còn cung cấp bồn nước Tân Á Đại Thành. Đó, Tân Á Đại Thành. Các loại sản phẩm của Đại Thành. Đó. Các bạn thấy không ạ? Đây là bơ nhựa Đại Thành. Đây là máy nước nóng năng lượng mặt trời của Đại Thành. Thì các bạn cứ có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào của Tân Á Đại Thành thì liên hệ của Thành Phát theo số điện thoại 0825 588 599 để được chọn mua các sản phẩm chất lượng của Tân Á Đại Thành. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.